Đừng vội lướt qua video này, vì video này sẽ giúp cho cuộc đời của bạn thay đổi mãi mãi. Nếu bạn chưa hạnh phúc trong gia đình, tài chính của bạn chưa được như bạn mong muốn, sức khỏe của bạn chưa được tốt lên. Thủy đã chứng kiến rất nhiều anh chị em đến với nhóm học tập của mình. Trước khi mà họ đến nhóm học tập, họ luôn trong trạng thái bực tức, liên tục lo lắng, căng thẳng. Họ gặp những cái vấn đề thách thức trong công việc của họ cũng như là trong cuộc sống của họ. Nhưng may mắn đã đến với cuộc đời của họ thông qua thực hành phép màu 28 ngày lòng biết ơn. Và chính lòng biết ơn đã giúp họ thay đổi cuộc sống chứ không phải là cái gì khác. Nếu như mà trong cuộc sống của bạn đang gặp những cái vấn đề trên, bạn có thể hoàn toàn thay đổi được. Bạn có thể lập lại được tình thế nếu bạn đủ khát khao, cam kết thực hành phép màu của lòng biết ơn. Thì tùy khẳng định cuộc sống của bạn sẽ thay đổi và tốt lên từng ngày. Bạn không thể nào mà đắm chìm trong quá khứ với những cái vấn đề tiêu cực đó. Chúng ta không thể nào phó thác cuộc đời của chúng ta cho người khác được. Mọi kết quả trong cuộc sống của bạn, dù là bạn giàu hay nghèo, hạnh phúc hay đổ vỡ, khỏe mạnh hay yếu ớt, thì chỉ là sự phản chiếu của thế giới nội tâm bên trong mà thôi. Nếu như chúng ta chỉ tập trung chữa lành ở bên ngoài, thì nó chỉ làm cho bạn tốn thêm thời gian. Ngoài ra kết quả không có gì là thay đổi cả. Nếu bạn thực sự khát khao thay đổi, thì hãy quay về thế giới bên trong. Hãy thay đổi lại hệ thống niềm tin tư duy gốc rễ, thì tự khắc bên ngoài của bạn sẽ thay đổi. Vào ngày mùng 10 tháng 2 này, là ngày mùng 1 Tết âm lịch, Thủy sẽ tặng anh chị 28 ngày thực hành lòng biết ơn, giúp cho bạn thay đổi về hệ thống niềm tin tư duy gốc rễ của mình. Anh chị em nào mong muốn được tham gia vào cái quy trình 28 ngày thực hành lòng biết ơn, nuôi dưỡng con người ở bên trong của mình, lúc nào cũng dư giả, đủ đầy, hạnh phúc, bình an, thì hãy ấn vào đường link bio phía dưới avatar của Thủy. Thủy sẽ đồng hành và hỗ trợ cho tất cả các anh chị.